Trong quý tư này, trên phân khúc biệt thự cũng có nhiều dự án chuẩn bị ra mắt hoặc công bố mở bán tiếp đợt 2, trong đó bao gồm dự án khu biệt thự Đại Phước Lotus. Theo dự báo của các hãng nghiên cứu thị trường, phân khúc biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh đang hồi phục mạnh từ giữa cuối năm 2015, đặc biệt là khi càng về cuối năm. Cũng trong quý 4, dự kiến cũng có một số dự án biệt thự mới được công bố bán. Theo công bố của Savo và Vina Capital, dự kiến từ ngày 24 tháng 10, chủ đầu tư khu Đại Phước Lotus sẽ chính thức mở bán giai đoạn 2 khu biệt thự. Dự án này có hơn 330 biệt thự, là một phần của khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, do quỹ đầu tư Vina Capital và tập đoàn DIC phát triển. Hãng Savo là nhà phân phối chính. Đây là những loại biệt thự song lập và đơn lập được thiết kế hiện đại với nhiều tiện ích xung quanh. Hiện tại 180 căn biệt thự của giai đoạn 1 đã được bàn giao, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án này nằm trên đảo Đại Phước, được bao bọc bởi sông Đồng Nai và kết nối với quận 2 và quận 9 thông qua cầu Đại Phước. Thứ nhất là đây là một khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng trên đảo, nhưng mà có đầy đủ tất cả các tiện ích để phục vụ cho cư dân ở trên này. Ví dụ như là cả quầy cà phê, mini mart, nhà hàng, hồ bơi người lớn, hồ bơi dành cho trẻ em. Và có khu tản bộ thì được đảm bảo là một khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng nhưng có đầy đủ tất cả các tiện ích của một khu đô thị để phục vụ cho cư dân ở đây. Và hơn nữa thì chủ đầu tư cũng rất là khuyến khích cư dân về đây sinh sống. Hiện nay thì có lịch là xe buýt và tàu để đưa đón cư dân. Riêng là tàu thì có tàu là chạy từ trung tâm về đây hàng ngày để đưa đón cư dân. Ở đây mình có những cư dân đã về đây sinh sống rồi, có cư dân là người Việt Nam, cư dân là người nước ngoài, cũng có các con đi học và cũng làm trong trung tâm thành phố. Thì cứ buổi sáng là chủ đầu tư tổ chức là 7:30 sáng để có tàu đón đưa họ về thành phố để họ đi làm và đi học. Tổng diện tích dự án là 200 hecta, bao gồm khu biệt thự Đại Phước Lotus rộng 22,4 hecta. Ngoài ra quần thể dự án cũng bao gồm bến du thuyền, trường học, nhà trẻ, công viên, trung tâm y tế, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn và trung tâm thể thao và giải trí. Dự án này được chú ý thời gian qua nhờ vị trí đặc biệt ở trên một đảo, tận hưởng thiên nhiên khoáng đãng trong lành, nhưng lại nằm sát bên cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh.